Xin mến chào cô chú anh chị Việt Kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Hiện tại thì Nhã đã đến được trung tâm văn hóa huyện Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang đó quý vị. Đó, quý vị xem nè. Đó, đây là cảnh trước trung tâm văn hóa nè. Đó, bây giờ Nhã sẽ chạy tiếp ha về thành phố Mỹ Tho. Đó, thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang để xem thử coi cái cảnh của thành phố Mỹ Tho năm 2017 đó quý vị. Thì nó có những cái gì đặc biệt ha, những đổi thay đó. Nhã sẽ cố gắng nhã ghi lại cho quý vị xem nha. Ở phía bên kia đường đó quý vị là chợ Tân Hiệp á, rồi có cây cầu nữa. Cô chú anh chị Việt Kiều ở Mỹ và những quốc gia khác á, có quê hương ở Tiền Giang á, xin vui lòng comment ở bên dưới video ha, để coi như là ôm lại kỷ niệm xưa. Và Nhã cũng biết được nhà cô chú anh chị ở đâu. Cửa hàng điện Tiến Long. Bên đây có ngôi chùa nè quý vị ơi, chùa Linh Phong, chùa Huệ Quang. Ồ, ở Tiền Giang là chùa nhiều thiệt ha. Chùa của Phật giáo, chùa của Đạo Cao Đài nữa. Nhà thuốc tư nhân Phương Tâm bán thuốc tây ha. Lò bánh mì Thanh Tùng Bình Chánh. Bên tay trái màn hình quý vị có trường Trung học phổ thông Tân Hiệp ha. Rồi phòng khám đa khoa An Bình. Đệ nhất ẩm thực bò tô Củ Chi ha. Xe chạy lấn quá. Rồi đi tiếp quý vị ơi. Bánh kem BB. Còn 7 cây số nữa là đến Trung Lương rồi đó quý vị. Ba Trung Lương ha. Mười tư cửa xe máy xe Honda, cửa hàng vật liệu xây dựng Nam Đức ở huyện Châu Thành đó vậy. Thân Hòa đó, ấp Thân Hòa ha. Cà phê bổng cây xanh một. Đó quý vị thấy không? À, đây là những cái hình ảnh quê hương huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ha, năm 2017 đó. Đây có gì nữa nè, vật liệu xây dựng Bảo Ngọc Tiền Giang. Cà phê võng Ngọc Phụng, ấp văn hóa Cũ Hòa, Trại Mộc Nguyễn Tám, Anh Về Miền Tây Tìm Em Đã Lỡ Chiến Đò, ở đây có bán bông hoa dâm bụp, bông trang nữa rồi, đẹp quá. Quý vị có biết không, ở dưới miền Tây này đó, nó nổi tiếng một cái món, nhất là ở chỗ Tiền Giang nè, là cháo cá rau đắng đó quý vị. Rau đắng một sau hè ha. Cháo cá rau đắng.
chưa tới được Mỹ Tho nữa quý vị ơi. Đúng là hơi xa ha, nhã tưởng gần. Ồ, đây có siêu thị nội thất nữa quý vị ơi, Tường Phát, Minh Tường Phát. Huyện Châu Thành ha, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây có nhà máy Tôn Đoàn Kết, ga xăng gì đây, ga xăng của Sài Gòn Petro, trạm xăng dầu số 10, xã Thân Cửu Nghĩa. Tưởng đâu gần ha, ai về cũng xa thiệt. Ở đây có trại mộc Thành Hưng nữa rồi ơi, trại mộc Thành Hưng. Ồ, Thành Hưng cái này nổi tiếng quá ta, với lại Trương Bá Nghiệp. Quý vị thấy không, cái cảnh ở huyện Châu Thành Tiền Giang ha, một bên á, phía bên phải màn hình quý vị á, là có một cái đường nước đó. Rồi, có một cái đường nước giống như là cái suối nhỏ hay là cái cống á quý vị. Ở khúc này thì nhìn không rõ ha, nhưng mà khúc phía dưới kia á, thì rõ lắm đó quý vị. Ở đây người ta chỉ đi thẳng nữa quý vị ơi, là đến Mỹ Tho nè, quẹo phải là đường cao tốc á, ở trái là đường DT878 ha. Nhã nhớ có một cái lối rẽ trái đi về huyện Gò Công của tỉnh Tiền Giang nữa quý vị. Rồi, đèn đỏ. Đó, đây là cảnh này, dừng đèn đỏ ở huyện Châu Thành ha. Rồi, sắp đèn xanh rồi quý vị ơi. 3, 2, 1, dạ. Đây có gì, vật liệu xây dựng Phước Thành. Ồ, xe nhiều quá ta, sao nó chạy kỳ vậy. Ồ, ồ, có xe Lộc Ninh, Cần Thơ chạy ẩu quá. Nhã đang chạy dọc đường thì có nhiều xe họ qua lẹ quá, mình giật mình đó quý vị, hay là họ lấn đường mình á, nên là thôi chạy chậm chậm thôi. Chạy mọc mười long ha. Cà phê Thì Dương, du lịch Thành Tâm. Còn 59 cây nữa tới An Hữu quý vị ơi, An Hữu ha.
phía bên tay trái màn hình quý vị á, nó có trạm dừng Mekong đó, Mekong Rest Stop. Quý vị có biết hoa hậu Đặng Thu Thảo không? Thì cái anh chàng có tên là chồng hoa hậu Thu Thảo á, tên là Trung Tiến đó, Trung Tiến thì là chủ của những cái trạm dừng chân đó quý vị, trạm dừng chân ha, Mekong Rest Stop đó. Rồi ok, ở đâu rồi ta? Okay.